Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác. Và hôm nay em Thắng lại vừa về được một đôi loa đến từ Mỹ. Và để em xin giới thiệu với các bác đôi loa này. Đôi loa này là đôi loa xuất xứ luôn từ Mỹ này. Đôi loa MK Volvo Fire đấy ạ. Đôi loa này thì trên thị trường Việt Nam thì cực kỳ là hiếm. Và về tình trạng về đôi loa này thì em về với tình trạng còn đẹp xuất sắc, vẫn còn nguyên bản từ tuyến la căng cho đến thùng. Thùng thì sở hữu thùng gỗ lặn, còn nhất mới. Và đôi loa này thì em xin giới thiệu với các bác sở hữu một con bass 30cm màng carbon gân mút và một con chung cũng 16cm màng carbon gân cao su và một con tép đô. Thì em về với tình trạng còn cực kỳ là đẹp. Thì em xin giới thiệu các bác, và trên thị trường Việt Nam thì em xin giới thiệu luôn với các bác cực kỳ hiếm, không phải là cực kỳ hiếm mà nó quá hiếm luôn đấy, hình tháp nhá. Và sau đây em xin giới thiệu các bác thùng hình tháp này, và có chiều cao nhà 1m04 và chiều sâu nhà 32cm và chiều ngang là 40cm. Nhà hình dưới chân đấy, em đừng giới thiệu các bác là hình dưới chân này, em đo hình dưới chân, còn sở hữu nhà hình tháp đây các bác này, rất đẹp. Và em cũng đi về hậu sau để em xin giới thiệu với các bác. Đôi loa này thì sở hữu hai phân tần, một phân tần cho giải chung và giải kép, và hai vi tinh chỉnh ở bên trên. Và đôi loa này thì các bác rất là dễ ghép âm ly nhé, bởi sau em giới thiệu bác là dễ ghép âm ly này. Đôi loa này thì có một phân tần công suất cho giải bát rồi, và một vi tinh chỉnh cho giải bát. Và từ cái dây giải bát này các bác câu lên giải chung và giải kép bên trên. Và đây sau tiếp sau là các bác cắm cho âm ly, đường tín hiệu cho âm ly. Và con này liền công suất, con nên các bác phải cắm điện, cắm mờ, sở hữu điện 100V. Đôi này là đôi MK200B các bác nhé. Volvo Fire đây các bác này. Thì em về với tình trạng đẹp xuất sắc như đôi loa này, mở các bác đánh con âm ly tầm 30-40W cũng ra tiếng và nghe được rất nhiều dòng nhạc. Và các bác nào yêu thích của dòng nặng bass thì các bác lên dùng đôi loa này, tiếng bass cực kỳ là uy lực và nghe được rất nhiều dòng nhạc. Đấy, em giới thiệu qua cho các bác nhạc không lời, nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc vàng, nhạc các bác chơi được tất. Và đôi loa này đáp ứng được những căn phòng tầm 35m, nhà các bác nghe ok mà chơi hay bày đẹp. Dòng loa này là dòng loa cực kỳ hiếm cổ của Mỹ đấy các bác nhé. Mà dư anh Tây anh ấy chơi cực kỳ là giữ, từ tuyến thùng cho đến tuyến la căng còn nhất mới. Và ở đằng trước đôi loa này lại có hai miếng mút tiêu âm, một miếng ở dưới con chung và một miếng ở trên con bát. Từ cái miếng mút này em vẫn để nguyên xịn cho các bác, vẫn còn màu theo thời gian. Một bên thì em để em tháo la căng ở đây rồi, còn một bên thì em cũng vẫn còn để la căng cho các bác. Và con âm ly đôi loa này, quên xin lỗi các bác, đôi loa này các bác ghép những cái con đèn tầm 25-30W nhà các bác đánh ra tiếng cực kỳ là hay và mềm mại. Và bởi làm sao nhà dễ đánh âm ly, em cũng xin giới thiệu các bác về hai con bát của đôi loa này, nhà đều có công suất tất rồi. Nên là âm ly nhất là nhẹ đánh các bác cũng ghép vào, âm ly còi còi các bác ghép vào vẫn hay. Và em cũng đương ghép vào một con âm ly của hãng Đờ Lông. Con âm ly của hãng Đờ Lông này thì hàng đấu mạng em về, BMA 1500 giờ, mặt nhôm phây nguyên khối màu gold. Con âm ly này thì em về với tình trạng còn nguyên cả điều khiển, các chức năng hoàn hảo cực kỳ luôn.
Đây là hậu sau của Quan Lâm Ly. Đấy, em xin giới thiệu các bác ốc chứ vẫn còn vàng óng đấy các bác này. Con này thì đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác. Như các đường ăn chơi cho các bác này, Polo này, Tuler này, AUX này, CD này. Đấy, em cũng giới thiệu qua cho các bác đường Z này, đường B, đường FB này, đường Z này, hai đường Z và đường FB cũng hai đường và có hai cầu loa. Các bác chơi được cả hai đôi loa luôn đấy, cầu A và cầu B. Và A cộng B luôn các bác nhé. Con Lâm Ly này, con Lâm Ly đầu lông này thì chạy điện AC 100V và có công suất là 250W. Đầu lông BMA 1500 giờ các bác nhé, sử hữu điện 100. Con này em về với tình trạng thì vẫn còn khiển zin, dây nguồn zin, máy móc bao zin tuyệt đối đẹp cho các bác. Hàng đấu mạng. Và đôi loa của đến từ Mỹ của hãng MK này, Vofi đến từ Mỹ. Đôi loa này thì nhà em xin giới thiệu luôn với các bác, cửa hàng em Thắng đường bán với cái giá nhà 26.500.000 bao ship cho các bác nhá, mở bao zin bao ship cho các bác. Đấy, em cũng giới thiệu qua rồi, các bác cứ ghép một con đèn hay con Lâm Ly nhất nhờ còi tầm 30-40W các bác đánh cũng được. Bởi làm sao mà đánh được, nó giải riêng giải bát, nhà có công suất ở trong bên trong loa rồi, nên các bác không phải lo gì đến Lâm Ly nữa. Đấy, xin nhấn mạnh cho các bác, cửa hàng em Thắng đừng bán với cái giá nhà 26.500.000. Và tiếp theo đến con Lâm Ly đến từ hãng Đờ Lông BMA 1500 giờ, em Thắng đừng bán với cái giá nhà 11.200.000. Và các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng em Thắng. Cửa hàng em Thắng có địa chỉ nhà ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Có số điện thoại nhà 0904393488 và số điện thoại em lúc nào cũng để trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp, các bác gần cứ đến trực tiếp xem. Và các bác nào ở xa thì cũng như thường lệ cứ kết bạn Zalo, số điện thoại em để trên màn hình. Cứ kết bạn với em quay cận cảnh chi tiết từng món đồ, em gửi qua hình ảnh video cho các bác. Và các bác nào ở xa đấy ạ, và các bác nào gần thì cứ đến trực tiếp. Và sau đây thì em cũng tạm dừng cái clip ở đây. Các bác nào xem được những cái video của em Thắng thì nhấn ủng hộ em Thắng vào nút đăng ký, nhấn một nút like và nhấn vào quả chuông để hàng ngày em có những món đồ nghe nhạc hay món đồ karaoke em lại xin giới thiệu với các bác. Và sau đây thì em cũng xin cảm ơn các bác. Và em hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo.